nở ngành xanh ngọt. Nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đông, gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu các hàng, quê mẹ thiên vương họ trường vương anh, hôm nay nhân kiếp ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, trăm mây họ gian lao như cầu bách mạch điều quy sao, trăm mơ khe ngàn xuôi dồn đi vào một sống. Điều quý sao trăm mưa khe ngàn xuôi dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiền xưa, ngọt nghi mà không gốc cơ đồ vững sao. Thank you.
cần lưu tranh trước hương hoa lễ vật mặn ngọt kim ngân vàng mã chi nghi cảm chiêu cao vù hiến tố khao đỗ quý công tự ngọc vân thủy khắc thuần hiến tỷ đỗ quý thị hiệu thuyệt thận tư hiến khảo đỗ quý công huy gia thoại hiệu thận nhĩ hiến tỷ nguyễn quý thị hiệu từ ân hiến khảo đỗ quý công huy tạn hiệu trực khanh hiến tỷ nguyễn quý thị huy thành hiến khảo đỗ quý công huy gia ngôn hiến tỷ nguyễn quý thị huy ly hiến khảo đỗ quý công huy phòng hiến tỷ nguyễn quý thị huy năm
hiện khảo đỗ quý công huy tâu, hiện tỷ trần quý thị huy chiếu hiệu diệu vân, đồng kính cận cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ, tiên tổ thượng hạ đăng cùng về dự lễ cắt băng khánh thành. Từ đường phái hai chi hai ngày nhất, đô tộc pháp khanh tiên tổ linh thiêng hiển linh trước an, chứng kiến lòng thành của con cháu, thụ hưởng lễ vật phụ hộ độ trì cho mọi gia đình, con cháu trong phái được an ninh khang thái, làm ăn tấn tới tài lộc dồi dào, cháu con học hành tiến bộ luôn luôn được chữ bình an. Cúi mong ơn đức cao dày của tiên tổ phù trì bảo hộ, kính phôi rĩ ngoại tổ khảo ngoại tổ tì phả cặp cô ri tì muội thúc ba đệ huynh, kỵ bán gia thổ công đông tử tư mệnh táo phụ thần quân đồng lai hâm cách thượng hương.
Quý vị các quý, cây có gốc mới nở cành xanh ngòn, suối có nguồn mới bề cạn nông sâu. Con người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ, ân sâu muôn đời. Một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của dòng họ Đỗ tộc đó chính là sau một thời gian thi công thì ngôi từ đường ngày hôm nay đã chính thức khang trang và chính thức được đưa vào hoạt động. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày đại lễ cắt băng khánh thành. Về sau ngày đại lễ cắt băng khánh thành ngày hôm nay chính thức được đưa vào hoạt động, là nơi thờ tụng tâm linh, là nơi sinh hoạt tâm linh của tất cả các con các cháu của dòng họ Đỗ tộc. Ngày hôm nay thì rất vinh dự cho các nghệ sĩ trở về từ nhà hát chèo tỉnh Nam Định hân hạnh được thay những lời ca tiếng hát mang đến để thay lời mới nói từ phía các con các cháu dòng họ Đỗ tộc để gửi lời và cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị, và cũng là thay lời mới nói từ phía các con các cháu để dâng lên tiên tổ. Một trong những bài đầu tiên ngày hôm nay là điệu đầu tiên, bài hát văn Chầu Tổ. Xin được trân trọng một kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với giọng hát của nghệ sĩ Lệ Hằng. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe.
Vâng ạ, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, đó chính là bài hát Văn Chầu Tổ mà ngày hôm nay quý vị khách quý chúng ta vừa được lắng nghe qua sóng hát của nghệ sĩ Lệ Hằng trở về từ nhà hát chèo tỉnh Nam Định. Hân hạnh để thay lời muốn nói từ phía các con các cháu gửi lời và cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý, và cũng là để thay lời muốn nói của các con các cháu để dâng lên kính tổ. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những làn điệu chảy hội xuân của các chàng trai và các cô gái miền quê hương Kinh Bắc, và do hai nghệ sĩ Hải Anh và nghệ sĩ Hương Ly thể hiện. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Chống dựng người ơi đi chảy hội, nắm vào tầm trong tà áo tứ thân. Chống dựng lại mình thoát cô hát, chống dựng sự phạt ta đi chảy hội mùa xuân. Khi chảy hội mùa xuân thôi anh chị với giọng hát của nữ nghệ sĩ Hương Ly. Thank you.
quê. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng dễ thương, sáng tác được mang tên Ôi Cuộc Sống Mến Thương, có phần thể hiện của Tam Ca Nữ. Xin mời quý vị chúng ta cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mà là biểu tượng của lòng thành kính và lòng trung hiếu.
là nơi chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm sâu đậm của thế hệ này đối với tổ tiên của mình. Từ đường cũng là nơi lưu giữ, bổ sung gia phả, gia pháp, duy trì bản sắc dòng họ, và cũng là nơi vinh danh, lưu danh các bậc hiền tài, dày công dày đức trong chi để con cháu mãi mãi noi theo. Chi càng lâu đời, cháu con càng đông đúc, người bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên, từ đường cũng là nơi cháu con gặp gỡ, là mái nhà chung cho thế hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về nguồn cội. Nơi đây, chúng ta nhận họ, nhận hàng, ta nghiền ngẫm suy nghĩ về ước nguyện của bao đời công đức, để mà dồn sức noi theo. Nơi đây, chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trong những được mất của cuộc đời. Trong âm thanh của tiếng chiêng, tiếng trống, chúng ta cảm nhận được sự gắn kết của dòng họ. Để có được công trình từ đường khang trang lộng lẫy như hôm nay, gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn các chú, các thím trong chi và nhà thầu. Đặc biệt cảm ơn gia đình chú Tập đã nhiệt tình tận tâm với công trình trong suốt thời gian xây dựng. Gia đình chúng tôi cũng xin gửi lời biết ơn chân thành tới ông bà, cô dì, chú bác và anh em nội ngoại, cùng toàn thể bà con lối xóm đã nhiệt tình ủng hộ, động viên giúp đỡ gia đình hoàn thành công trình này. Trong suốt quá trình thi công, không thể tránh khỏi những phiền phức cho bà con cũng như việc tiếp đón các quý khách hôm nay có những khiếm khuyết, xin được bà con và các quý khách lượng thứ. Kính thưa các quý vị, nhìn lại quá trình xây dựng ngôi từ đường với một lòng tâm nguyện tri ân tiên tổ, gia đình tôi đã hoàn thành ngôi từ đường cao ráo, đẹp đẽ, khang trang và thỏa lòng mong mỏi. Từ đường Đỗ Tộc ngày nhất chi hai cái hai uy nghiêm, một công trình văn hóa tâm linh, là tài sản vô giá muôn đời để lại cho con cháu phụng thờ. Thật đúng là địa linh tụ khí, xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ, trường tồn, trường thâm phúc lộc. Trong buổi lễ trọng thể này, gia đình tôi trịnh trọng tuyên bố chính thức cất băng khánh thành từ đường Đỗ Tộc ngày nhất chi hai cái hai. Chúc từ đường Đỗ Tộc ngày nhất chi hai cái hai mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc chúng ta thật hạnh phúc, viên mãn. Kính chúc quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, toàn thể quý vị khách quý cũng như các bậc cao niên, cũng như các con các cháu của dòng họ Đỗ Tộc, cũng như toàn thể bà con đối xóm, chúng ta vừa đến với bài diễn văn khai mạc của ông Đỗ Tiến Dũng, là trưởng phái 2, đã chính thức có lời phát biểu và đọc diễn văn khai mạc để cho quý vị khách quý chúng ta biết được đó chính là nguồn gốc và gốc tích ngôi từ đường của dòng họ Đỗ Tộc đã có từ bao đời nay. Và sau bao nhiêu năm, cái sự mong mỏi của tất cả các con, các cháu, các bậc cao niên đó chính là mong muốn để xây dựng một cái ngôi từ đường của dòng họ thật là khang trang, thật là đẹp, là cái nơi thờ tự tâm linh, để là cái chỗ để tụ hội lại tất cả các con các cháu của dòng họ, và cũng là nơi để các con các cháu trở về mỗi dịp lễ Tết xuân về để dâng lên những nén tâm nhang và tri ân tới tiên tổ. Thì ngày hôm nay quý vị các quý chúng ta đã được thấy rằng ngôi từ đường rất là khang trang, và sau cái thời gian thi công đó thì ngày hôm nay chính thức đó chính là ngày diễn ra đại lễ cắt băng khánh thành. Và bài diễn văn khai mạc của ông Đỗ Tiến Dũng, đại diện cho trưởng phái 2, đã có lời phát biểu và đầy đủ tất cả những nét đẹp văn hóa và đầy đủ với tất cả những gì mà mong mỏi của con cháu, đặc biệt là nói lên những cái suy nghĩ của các con các cháu, và đặc biệt đó hơn nữa thì chính là cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý sự chung tay đóng góp, sự chung tay của tất cả các con các cháu trong dòng họ, và sự góp công góp sức đó chính là những đội thợ đã làm nên ngôi từ đường khang trang và đẹp như ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được thay lời từ phía các con các cháu của dòng họ Đỗ Tộc, thay lời từ phía ban tổ chức, xin được trân trọng và cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay.
Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây được mời và hiện diện về phía sân khấu, xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Khuê, trưởng họ Đỗ tộc, sẽ có đôi lời để phát biểu cảm ơn và cũng là tri ân tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng và kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu trong dòng tộc họ Đỗ. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng bà con lối xóm. Nhân dịp đầu xuân mới Giáp Thìn, thay mặt dòng họ kính chúc tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách có mặt trong buổi lễ hôm nay lời chào và lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa toàn thể quý vị, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, con cháu phái họ đã đầu tư xây dựng ngôi từ đường, công trình đến nay đã hoàn thành. Trước hết là thờ cúng tiên tổ, thờ cúng tri ân tiên tổ và là nơi con cháu tụ họp những dịp lễ Tết, nơi kết nối tình cảm giữa các thế hệ trong phái họ, nơi giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhau về mọi mặt trong cuộc sống đời thường, nơi lưu giữ những truyền thống tốt đẹp mà ông cha đã tạo dựng. Thay mặt họ tộc, tôi chân thành chúc mừng khánh lễ, kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu trong họ tộc sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, các cháu học hành tiến bộ, tiếp nối truyền thống cha ông làm rạng rỡ tổ tiên. Chúc toàn thể quý khách có mặt trong buổi lễ hôm nay một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý. Chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Đâu đâu. Vâng ạ, xin được trân trọng và cảm ơn tới lời phát biểu cảm tưởng của ông Đỗ Khuê, đại diện cho trưởng họ Đỗ tộc ngày hôm nay có lời phát biểu để cảm ơn tới toàn thể quý khách quý và cảm ơn tất cả các con các cháu của dòng họ đã góp công, góp sức, góp của và góp người để cùng chung tay vào xây dựng sau cái thời gian thi công ngày hôm nay ngôi từ đường đã khang trang và đẹp. Và hiện diện ngay lúc này đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý, chúng ta đã cùng được chiêm ngưỡng. Một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn ông rất nhiều và cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý. Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, ngay lúc này đó chính là thời khắc linh thiêng nhất, thời khắc mà tất cả các con các cháu của dòng họ Đỗ tộc của chúng ta đã chờ đợi từ bấy lâu nay và đặc biệt chờ đợi từ khi bắt đầu chiếc cúp đầu tiên để đào móng. Và cho đến ngày hôm nay thì ngôi từ đường đã chính thức được những bàn tay của những người thợ xây lên và khang trang đẹp đẽ. Và cùng với sự chứng kiến của các con các cháu ngày ngày cùng theo dõi năm tháng trong cái quá trình xây dựng, tu tạo và thi công thì ngày hôm nay đã chính thức khang trang. Và thời khắc quan trọng nhất ngay lúc này đó chính là thời khắc lễ cắt băng khánh thành. Ngay lúc này được mời và tiến bước hiện diện lên trên trước cửa từ đường. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Dũng ạ. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Dũng, trưởng phái 2. Tiếp theo xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Như cùng tiến bước và hiện diện lên phía trên trước cửa từ đường. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Khuê. Trân trọng và kính mời ông Đỗ Tộ. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Tạc. Trân trọng và kính mời ông Đỗ Tình. Trân trọng và kính mời ông Đỗ Tập cùng tiến bước và hiện diện lên trên trước cửa từ đường để chính thức làm lễ cắt băng khánh thành. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng ạ, và ngay lúc này xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị khách quý, các bậc cao niên, toàn thể các con các cháu dòng họ Đỗ tộc, toàn thể bà con nhân dân, chúng ta cùng hướng mắt về phía trước cửa từ đường để chương trình đại lễ cắt băng khánh thành từ đường dòng họ Đỗ tộc xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, thật to, thật rộn rã hơn nữa từ toàn thể quý vị được không ạ? Vâng ạ, và kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngày hôm nay chương trình đại lễ cắt băng khánh thành đã chính thức được bắt đầu và đặc biệt hơn nữa là đã được tất cả các bậc cao niên đại diện về phía dòng họ cắt băng khánh thành ngày hôm nay và ngôi từ đường ngày hôm nay chính thức được đưa vào hoạt động, là nơi thờ phụng tâm linh, là nơi để các con các cháu của dòng tộc đi về để dâng lên những nén tâm nhang để tri ân tới tiên tổ. Một lần nữa hãy dành bằng tràng vào tay thật giòn hơn nữa để chúc mừng ạ. Xin được trân trọng và cảm ơn quý vị thật nhiều. Và ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Tiến Dũng, trưởng phái 2 sẽ chính thức mở cửa để chính thức được các con các cháu của dòng họ vào làm lễ dâng hương. Và
để cho buổi đại lễ dâng hương ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp thì xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Tiến Dũng, đại diện cho trưởng phái 2. Xin được trân trọng và kính mời ông Đỗ Khuê, đại diện đó chính là trưởng họ Đỗ Thực, cùng với các bậc cao niên đại diện dòng họ Đỗ Thực chính thức trở vào phía bên trong nhà để dâng hương và dâng lên những nén tâm nhang tri ân tiên tổ. Xin được trân trọng và kính mời. Một dòng sông xanh, một
hồng lạnh rơi, tôi đưa tay đứng về. Mùa xuân người cầm súng, lòng dắt tay trên lưng. Mùa xuân người xa đồng, lòng trải dài nước mưa. Đất mưa buông khi ta vất vả và sang lao. Đất nước như vì sao vững vàng phía trước. Ta là con chim hót, ta là một cành hoa, một đốm trong sao xuyến. Chính là bài hát được mang tên Đón Xuân Về. Xin được trân trọng và kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Con tên là Lê Đỗ Ngọc Diệp. Con là con của bố Khiết, mẹ Nhược. Con là cháu ngoại của bà Trăn. Năm mới con chúc các ông, các bà, các anh, các chú, các cô, các dì năm mới mọi được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, mọi việc bình an. Sau đây con xin hát bài Đón Xuân Về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa các ông, các bà, các bác, các cô dì, chú bác cùng toàn thể các cháu. Hôm nay gia đình tôi tổ chức khánh thành nhà mới, tôi rất vui mừng được đón tiếp đông đủ bà con, anh em họ hàng và xóm đến giờ. Được vui cùng con cháu thể ở ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Tôi lại bùi ngùi nhớ về tổ tiên ông bà, nhớ về người chồng, người bố, người ông của các con, các cháu tôi. Bố mẹ con sau 20 năm xa quê, nay đã đền đáp được. Đó là con trai, con gái, con dâu, con rể đã đều trưởng thành. Các cháu nội ngoại đều ngoan, biết vâng lời bà, đều trưởng thành. Vâng lời bố mẹ, mẹ con tôi được như ngày hôm nay trước hết là do sự nỗ lực cần cù lao động, hưởng hồng phúc của ông bà tổ tiên. Cuộc sống càng phát triển qua điều kiện, mẹ con tôi lại càng nhớ về tổ tiên, nhớ về người chồng, người bố, người ông đã gây dựng, truyền dạy cho con cháu những bước đi ban đầu để thành đạt trong cuộc sống. Trong 2022, gia đình tôi đã hoàn thành được một việc có ý nghĩa để tri ân tiên tổ là quy tập xây dựng phần mộ cho các cụ. Năm nay mẹ con tôi lại hoàn thành được công việc tiếp theo là xây sửa nhà cửa, khang trang thờ phụng ông bà tổ tiên và chỗ ăn ở mỗi khi đi về thăm bà con họ hàng làng xóm. Tôi cũng xin cảm ơn bà con họ hàng làng xóm giúp đỡ mẹ con tôi trong những lúc khó khăn trước đây cũng như thời gian vừa qua trong việc quy tập tôn tạo mộ phần và xây dựng nhà cửa. Xin cảm ơn và chúc các bà con sang năm mới mạnh khỏe, thành đạt, mọi sự vạn sự được như ý. Và tôi có mấy câu thơ để tặng bà con là ngôi nhà mộng ước. Ngôi nhà mộng ước của tôi hân hoan xen lẫn bồi hồi nhớ nhung, trải bao vất vả bần cùng giờ thành hiện thực ung dung tháng ngày. Nhà cao có cảnh có cây, có đàn cháu nhỏ sum vầy bên nhau. Ngôi nhà bao nỗi khát khao, yêu thương thấm thiết ngọt ngào không phai. Đấy là cái bài thứ nhất, mấy câu xong nữa là trăm đời vun đắp phúc lành, ơn nhờ tiên tổ gốc cành có tươi, dọi truyền công đức sáng ngời, gia phong gìn giữ cuộc đời đổi thay. Từ đường linh bái hương bay, tiếng thơm muôn thủa tháng ngày không phai. Nghĩa nhân xử thế lâu dài, cháu con thành đạt đức tài song song. Anh em trên dưới một lòng, trao dồi phúc đức giang phong vững bền. Xin hết ạ. Ngay lúc này, một năm mới luôn luôn bình an và mạnh khỏe. Chúc các ông, các bà có thật là nhiều sức khỏe. Và chúc tất cả mọi chúng ta, gia đình, một năm mới đón một mùa xuân mới Giáp Thìn 2024 đang cho đầy hạnh phúc, gói cho tròn lộc tài, giữ cho mái an khang, thắt cho chặt phú quý. Gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị thật nhiều.